đóng một cái bộ phim cổ trang, đó là cái niềm mơ ước của Hà khi mà Hà là diễn viên, và khi mà được hóa thân vào cái vai Linh Lan, được mặc áo yếm rồi được mang mấn như ngày xưa thì cảm giác mình có cái cảm giác rất là thú vị. Từ cái ý tưởng của bộ phim Mỹ Nhân Kế đã cho ra một cái sân chơi, đó là dành cho thiết kế mỹ nhân cổ trang. Đây là một cái sân chơi dành cho những cái bạn nào yêu thời trang và yêu điện ảnh, được thể hiện cái nhân vật, một cái nhân vật theo cái trí tưởng tượng của bạn, một là mạnh mẽ hoặc là nữ tính. Đây mình nghĩ đây cuộc thi mỹ nhân cổ trang là một cuộc thi rất là hay, để các bạn thỏa sức sáng tạo cho mình những kiểu tóc, những kiểu trang điểm và những bộ trang phục theo cách riêng của mình, để thể hiện cá tính cũng như là có một phần nào đó hóa thân thành những nhân vật trong bộ phim Mỹ Nhân Kế. Tôi nghĩ rằng là trong phim này vai Đào Thị một cái cô gái rất là lạ lơi và rất là quyến rũ, với những bộ trang phục tuyệt đẹp của nhà thiết kế Công Trí, và My rất là yêu thích với cái bộ trang phục của mình cũng như là cái vai diễn của mình. Và tôi mong rằng là các bạn hãy cùng ủng hộ với Ngọc Quyên và hãy hóa thân vào những nhân vật trong phim Mỹ Nhân Kế nhé. Hằng nghĩ cái đó cũng là một cái điều hấp dẫn và một cái sân chơi, một cái thử thách không phải là lúc nào mình cũng có, thì các bạn hãy nên trải nghiệm nha. Diễm My chúc cho các bạn thành công tốt đẹp trong cuộc thi Mỹ Nhân Cổ Trang. Và hy vọng rằng là quý vị khán giả khi mà tham gia cuộc thi này thì quý vị khán giả cũng sẽ có thời gian trải nghiệm những cái cảm giác giống như là Hà đã trải nghiệm trong thời gian quay phim Mỹ Nhân Kế. Đã đến lúc